Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng vấn đạo tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên, tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha. Chương 471, Bất Hủ Tiên Tử đối chiến tông chủ tứ đại tiên môn. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Lạc đạo hữu, ca ca thế nào rồi? Dương Đình giật nảy mình, vừa mới nói xong Lạc Hồng Hà chắc chắn thắng Lục Dương, sao lại bị đánh bay ra ngoài rồi? Tư thế còn chẳng được tao nhã cho lắm, miệng đầy lá khô vàng úa, trên tóc cũng có không ít cành lá, như thể vừa mới đâm sầm vào cây vậy. Không sao, chỉ là bất cần bị cây đập trúng một tí thôi. Lạc Hồng Hà nhổ lá cây trong miệng ra ngoài. Vết thương trên người đã hồi phục, sau khi rời khỏi hộp báo bà ấy đã trở lại cảnh giới hợp thể. Đập trúng cây à? Khâu Tấn An thắc mắc. Cây cối bình thường không thể làm tổn thương được Lạc Hồng Hà, chẳng lẽ Lục Dương đã sử dụng chủng thụ quyết làm cây cối có thủ đoạn tấn công sao? Khâu Tấn An biết chuyện Nguyệt Quế Tiên Cung có truyền thống dùng Nguyệt Quế Thụ để chiến đấu, cô biết năng lực phòng ngự kinh người của Nguyệt Quế Thụ, nhưng lại chẳng hề nghĩ tới có người có thể làm ra hành động hùng tráng như nhổ cây Nguyệt Quế Thụ ở trong lúc giao chiến. Tên hậu bối Lục Dương này có chút quái dị, ta bất cần mắc mưu của nó. Lạc Hồng Hà vẫn hận nói, nếu không phải Nguyệt Quế Thụ đột nhiên khô héo, bà ta cũng không đến nỗi thua nhanh như vậy. Lợi hại vậy sao? Không phải các hạ khinh địch, để tiểu bối nắm được cơ hội đi chứ. Dương Đình nghi ngờ nhìn Lạc Hồng Hà. Hồi trẻ Lạc Hồng Hà đã hay khinh địch, tận mấy lần bị lật thuyền trong mương. Có bản lĩnh thì ngươi thử đi. Lạc Hồng Hà nổi trận lôi đình. Thử thì thử. Dương Đình chẳng hề chùn bước. Lạc Hồng Hà có thói quen khinh địch, như ông ta thì không. Hơn nữa dạng chiến văn này càng dùng càng thuần thục. Hiện tại ông ta sử dụng chiến văn kim đan kỳ, chiêu thức biến hóa, khả năng ứng phó, uy lực thậm chí còn mạnh hơn cả kiếm tu. Hộp báu bắn ra một tia sáng bao trùm đến Dương Đình. Dương Đình biết cách dùng của ánh sáng trói buộc trong hộp báu nên không kháng cự, thuận tiện tiến vào hộp báu, giáng cấp thành kim đan kỳ. Dương đạo hữu chắc hẳn có thể thắng. Hạ đế gật đầu. Khác với Nguyệt Quế Tiên Cung trong trạng thái lửa nấy đời, đệ tử Chấn Ngục Tông thường xuyên ở bên ngoài dưỡng thiện, diệt ác, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu còn cao hơn cả Lạc Hồng Hà một bậc. Lại thêm phương pháp tu luyện chiến văn độc đáo, khiến cho Dương Đình càng hạ thấp cảnh giới, chiến lược càng cao. Đúng thế, Khâu Tân Đàn rất tin tưởng Dương Đình. Lục Dương có mạnh hơn nữa thì cũng không tới nỗi đánh thắng được Dương Đình. Trong số những người có mặt, chỉ có giới sát đại sư và đại sư tỷ thì trầm mặc không nói. Vèo một tiếng, hộp báu rung lên một cái, Dương Đình ngã lăn ra ngoài, thậm chí còn không kiểm soát được thăng bằng, cắm đầu xuống đất. Bà nó, đây là cách đánh gì thế? Dương Đình chửi ầm lên, tức giận bất bình. Cả đời ông ta cũng chưa từng đánh trận nào ức chế thế vậy. Đối phương như thể đã tính toán được từ trước, mỗi một bước của ông ta đều nằm trong dự liệu của đối phương. Mài đánh một hồi thì ông ta đã rơi vào nhịp điệu của đối phương, trong tình huống này tất nhiên là thất bại. Tóc của ngươi đâu rồi? Khâu Tân An sắc mặt quái dị. Khi Dương Đình đi vào, tóc đen đầy đầu, lúc ra ngoài thì còn lại cái đầu chọc lốc. Ông ta thừa biết nhưng vẫn cứ hỏi. Khi Lục Dương đánh Hoàng Minh bằng La Hán Quyền, ông ta cũng có mặt ở đó. Ta chưa từng thấy quyền pháp nào thất đức tới vậy. Đánh người thì thôi, lại còn làm rụng tóc. Dương Đình xoa cái đầu bóng loáng của mình, tức giận vô cùng. Ông ta cùng với những hình xăm trên người trông y chang một đại ca xã hội đen vượt ngục. Mọi chuyện xấu đều có thể quy kết lên đầu ông ta. Người ngoài nhìn vào cũng sẽ không nghĩ ông ta vô tội. Đây là La Hán Quyền kết hợp giữa quyền và pháp. Đại sư tỷ ở bên cạnh lên tiếng giải thích. Giới sát đại sư nghe xong thì mắt sáng lên. La Hán Quyền lại còn hợp nhất quyền pháp, mà còn có thể làm rụng tóc sao? Một nhân tài ngút trời như vậy, sao lại không tới Huyền Không Miếu của ta nhỉ? Mà lại để cái tên nghiệt xúc bất cứ đạo nhân kia ăn may hốt được. Quyền và pháp hợp nhất, khó trách. Dương Đình ân hận. Nghĩ lại thì quả thật giống như quyền pháp hợp nhất, chỉ là hiệu quả pháp thuật quá khó tin. Ông ta không kịp phản ứng. Đúng rồi, lão Khâu, Lục Dương đang kêu gào bảo ngươi cũng vào trong chịu đòn đấy. Lục Dương chợt nhớ ra, cười gian với Khâu Tấn An. Tiên tiểu tử Lục Dương nói ngươi chỉ có tu vi cao hơn một tí thôi, nếu cùng cấp bậc, nó mà đánh ngươi thì như đánh một tên oắt. Nó chán sống rồi. Khâu Tấn An nổi trận lôi đình. Có Lạc Hồng Hà và Dương Đình trước đó làm gương, ngay cả ông ta cũng không nắm chắc được Lục Dương. Ông ta không muốn ra tay, nhưng Lục Dương đã nói vậy, ông ta không ra tay mà coi được sao?
Khâu Tấn An cũng làm người cần mặt mũi mà. Hộp báo bắn ra tia sáng, Khâu Tấn An tiến vào hộp báo. Sao tự nhiên Dương Đỉnh tông chủ lại xuất hiện? Lục Dương bối rối. Vừa rồi Bất Hủ tiên tử dùng thân thể của mình đánh xong Lạc Hồng Hà, đang hồi phục thực lực tại chỗ, chợt thấy Dương Đỉnh tông chủ từ trên trời giáng xuống đòi đấu tay đôi với mình. Bất Hủ tiên tử trực tiếp sử dụng vô địch đan, nói theo ý gợi ý của vô địch đan, đánh cho Dương Đỉnh tông chủ liên tiếp bại lui, cuối cùng còn dựa theo kiến nghị của vô địch đan trả lại quyền khống chế thân thể cho mình, để bản thân thi triển La Hán quyền, từ đó đạt được hiệu quả công kích cả mặt thể xác lẫn tinh thần. Cơ mà rốt cuộc phải ra ngoài bằng cách nào đây? Liên tiếp đánh xong hai người cũng nên ra ngoài rồi. Lục Dương đang tìm cách rời đi. Lục Dương, tên tiểu tử nhà ngươi bạo gan lắm, còn dám kêu gào đòi đấu với ta. Khâu Tấn An quát lên một tiếng, cũng từ trên trời giáng xuống, khiến cho Lục Dương mặt đầy ngơ ngác. Nào nào, để bổn tiên ra tay. Bất Hủ tiên tử lại vận dụng quyền hạn của tông chủ đoạt xá Lục Dương. Tiếp theo là vèo một tiếng, hộp báu rung lắc. Khâu Tấn An mặt mũi bầm dập, loạng choạng bước ra. Lão Khâu, người không sao chứ? Dương Đình hú hét ầm ĩ, vội vàng đến dìu Khâu Tấn An. Khâu Tấn An trừng mắt liếc Dương Đình, đánh tới phút chót ông ta mới biết Lục Dương căn bản chẳng hề nói câu giàn mặt gì cả, hoàn toàn là lão già khốn kiếp ngươi bịa chuyện. Ông ta đẩy Dương Đình ra, tu vi và vết thương khôi phục cùng lúc. Không sao, tên tiểu tử Lục Dương này quả thật có bản lĩnh, chỉ là những lời mà nó nói phút chót khiến ta nghe không lọt tai. Nó nói gì thế? Mắt Dương Đình chợt sáng lên hỏi. Nói bảo cái gì mà ngũ hành tông huyền không miếu cũng chẳng đủ để mình nó đánh. Khâu Tấn An vỗ đùi, nó đứng nghiến răng nghiến lợi. Giới sát đại sư dừng tay lần chuỗi, đôi mắt rất sáng. Mọi người đều bị đánh rồi, lần này dù thế nào cũng phải gỡ lại thể diện. Bọn họ đang ở hợp thể kỳ còn trẻ tuổi nóng này, kinh nghiệm chưa đủ. Người lão làng trong cảnh giới độ kiếp như giới sát đại sư đây, trở về cảnh giới kim đan, chắc chắn có thể đánh thắng được Lục Dương. Giới sát đại sư không nói gì thêm, bước chân trầm ổn, hừng hực khí thế, ánh mắt kiên định, sải bước tiến vào hộp báo. Rất nhanh sau đó, giới sát đại sư thảm bại rời khỏi hộp báo, mọc ra một mái tóc đen nhánh dày đặc, trông có vẻ tốt hơn ba vị trước, nhưng chỉ tốt hơn ở một mức độ nào đó. Giới sát đại sư mặt đầy vẻ bất thiện mà nhìn Khâu Tấn An. Từ trong trận chiến vừa rồi, ông ta đã biết Lục Dương căn bản không hề nói lời dằn mặt gì cả. Ấy, mọi người cùng đều biết chiến lược của Lục Dương rồi. Lạc đạo hữu, thả nó ra ngoài đi. Khâu Tấn An ho khan hai tiếng. Mọi người ai cũng đã bị mất mặt hết rồi, trong lòng cũng thoải mái hơn. Lạc Hồng Hà thoáng trừng mắt. Bà ta từ sớm đã muốn thả Lục Dương ra ngoài, chính là mấy tên các ngươi lần lượt cứ xông vào chịu đòn, ngăn cản cũng không nổi. Bà ta thầm niệm khẩu quyết, nắp hộp mở ra, thả Bất Hủ tiên tử ra ngoài. Ồ, thế xong rồi sao? Chẳng phải còn tên hoàng đế chưa chịu đòn sao? Bất Hủ tiên tử gãi đầu, nàng còn chưa đánh thỏa chí. Hạ đế im tin thít. Chương 472, tiên môn nội chiến. Hạ đế cố lục lại trí nhớ, ngoài việc mỗi lần đều phán Lục Dương thua ra, thì hình như ông ta cũng chẳng chọc ghẹo Lục Dương gì. Lại thêm việc người bên trong bảo hạp có vẻ không chịu nổi động tĩnh bên ngoài, đáp án đã rõ ràng, Lục Dương đơn thuần là muốn đánh ông ta một trận. Hạ đế kiên quyết không đơn đấu cùng với Lục Dương. Nói đùa sao? Đến cả giới sát đại sư còn thua, mình không phải trưởng thành nhờ vũ lực, xông lên chắc chắn còn thảm bại hơn cả Lạc Hồng Hà. Nhìn Lục Dương xoa tay ác độc, Lạc Hồng Hà gặm lá cây, Dương Đỉnh quy y cửa Phật, đại sư hoàn tục, chắc cũng không nể tình mà tôn trọng một lão già sắp tắt thở như ông ta đâu. Những tiếng vỗ tay bồm bốp vang lên. Ông ta cứ như không nghe thấy lời khiêu chiến của Bất Hủ tiên tử, trên mặt vẫn giữ nụ cười ấm áp như gió xuân. Tốt, 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 quả nhiên là thiếu niên anh tài, tuổi trẻ đã có chiến lược như thế, tiền đồ quả thực vô lượng. Bất Hủ tiên tử gật đầu, thản nhiên tiếp nhận lời khen ngợi của Hạ đế. Đây là chuyện đương nhiên, nàng vô địch thiên hạ, một đường đánh đầu thắng đó, thuận lợi thành tiên. Thế người có muốn cùng ta so tài một phen không? Hạ đế âm thầm kêu khổ trong lòng, mặt ngoài vẫn niềm nở với Lục Dương. Lục tông chủ tuổi trẻ tài cao, khí phách hừng hực, tương lai ắt có một chỗ đứng. Bất Hủ tiên tử lại gật đầu. Nàng là người đứng đầu ngũ tiên thượng cổ, vô địch thiên hạ. Ngoài ý muốn chết đi, sau khi chúng sinh trở về lại phát hiện thế nhân đều đã quên mất tục danh và truyền thuyết về nàng. Đúng lúc gặp đại thế sắp đến, có thể tái hiện thời kỳ huy hoàng của thượng cổ, nàng nhất định phải đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình. Nơi này ta thích nghe, vậy người có muốn so chiêu với ta một chút không?
Hạ đế tiếp tục nói: "À, tuy sư phụ của tông chủ là Bất Ngữ đạo nhân, không thể vào triều làm quan, nhưng ngươi dù sao cũng là con dân đại hạ. Chờ sau khi ngươi lui khỏi chức vị tông chủ, trẫm cho phép ngươi vào triều, không cần phải bước nhanh, bài kiến không cần xưng tên, lên điện được phép mang kiếm. Ban thưởng này không hề nhẹ, phải lập đại công mới được, đủ để lưu danh sử sách. Chưa kể đến việc Lục Dương đánh bại 4 vị trưởng môn tiên môn, cho thấy chiến lực siêu cường. Chỉ riêng việc hắn đã góp công rất lớn trong việc tiêu diệt Bất Thù giáo và thành lập Thiên Đình giáo để ổn định Cửu U giáo, cũng đủ để hạ đế ban thưởng cho hắn như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là hạ đế muốn câu giờ." Hạ đế điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Khâu Tấn An và những người khác, bảo bọn họ nghĩ cách truyền chủ đề. Vân Trì thì ông ta không trông cậy được gì. Ông ta nháy mắt với Vân Trì, Vân Trì còn đáp lại bằng vẻ mặt vô cảm. Khâu Tấn An ho khan hai tiếng, tán thưởng Lục Dương như thể vừa rồi mình chưa bị đánh. "Lục tông chủ có kinh nghiệm chiến đấu hơn người, tuy nói ta còn giữ lại một chút thực lực, nhưng có thể ép ta tới mức này, quả thật không dễ dàng. Nhớ năm đó, lúc ta ở Kim Đan, đánh đầu thắng đó, chưa từng nếm mùi thất bại." Dương Đình gật đầu, sờ sờ cái đầu bóng loáng của mình, bình phẩm trận chiến vừa rồi. "Không sai, kinh nghiệm chiến đấu của Lục tông chủ mạnh mẽ, ta ít khi gặp được người như vậy, là hạt giống chiến đấu bẩm sinh, tuổi còn trẻ đã lĩnh ngộ được tinh túy của quyền pháp. Quả nhiên là tiểu sư đệ do Vân đạo hữu bồi dưỡng. Đáng tiếc vừa rồi ta giao đấu cùng hắn lại là ỷ lớn hiếp nhỏ, nên không dùng toàn lực mới vô ý thua trận. Nếu ta thật sự là Kim Đan, nhất định phải cùng Lục tông chủ hào hào so tài một phen. Lúc ở Kim Đan ta chưa từng sợ ai." Lạc Hồng Hà khinh bỉ nhìn hai kẻ không biết xấu hổ, cảm thấy để bọn họ làm trưởng môn thật là sỉ nhục. Thuật pháp mà Lục tông chủ sử dụng cũng rất cao siêu, chưa từng nghe nói qua. Giống như tự thành một phái, chỉ bằng chiêu này muốn chiến thắng những tu sĩ tán tu kia cũng không phải là vấn đề. Nếu như ta còn là Kim Đan kỳ, đối đầu với những tu sĩ tán tu kia cũng chỉ có 9 phần thắng mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Trưởng môn tiên môn là cái gì chứ? Không chỉ yêu cầu tu vi cao mà còn là bộ mặt của tông môn, yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Lục Dương thầm nghĩ, ba người này quả nhiên không hổ là trưởng môn của tiên môn, da mặt dày tới mức có thể so được với sư phụ của hắn. Bất Hủ tiên tử quả nhiên bị rời lực chú ý, không nhắc tới chuyện đơn đấu với hạ đế nữa mà tò mò hỏi: "Vậy ba người các ngươi lúc ở Kim Đan kỳ đều lợi hại như vậy, rốt cuộc ai là người lợi hại nhất?" "Vấn đề này hỏi hay, lúc ta ở Kim Đan kỳ chính là người lợi hại nhất." Ba vị trưởng môn đồng thanh nói. Vừa dứt lời, không khí lập tức yên tĩnh, bầu không khí trở nên căng thẳng. Ngay cả Lục Dương đang ở trong không gian tinh thần cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt này. Ba vị trưởng môn liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận bước ra xa, trong mắt đều mang theo vẻ cảnh giác. Khâu Tấn An nhắm mắt lại, ồ một tiếng, thản nhiên nói: "Chẳng lẽ người lợi hại nhất Kim Đan kỳ không phải là ta sao? Năm đó ta ở Kim Đan có thể vượt cấp khiêu chiến, ngay cả phân đà Bất Hủ giáo cũng bị ta xử lý một cái. Đại chủ và phó đại chủ đều là nguyên đan kỳ cũng bị ta bắt sống." Dương Đình cười lạnh: "Hừm, buồn cười. Lúc ấy là ta bị lão tộc Bất Ngữ kia hãm hại, giam cầm tu vi, nếu không đã sớm dương danh thiên hạ, nói ai đánh không lại nguyên anh kỳ chứ." Lạc Hồng Hà cũng rất tự tin, không cam lòng yếu thế: "Lúc ở Kim Đan kỳ, chúng ta đồng tâm hiệp lực đối phó Cửu Tử Vấn Đạo Tông, chưa từng có cơ hội đánh một trận, xem ra hôm nay chính là thời cơ tốt." "Vậy thì đến đây đi, ai sợ ai, đánh." Lạc Hồng Hà thúc giục Bảo Hạp, Bảo Hạp bắn ra ba luồng sáng, hút ba người vào trong hộp, áp chế tu vi bọn họ xuống Kim Đan kỳ. Ba người vừa vào trong hộp, bầu không khí ngột ngạt liền tiêu tán, không khí một lần nữa yên tĩnh. Bất Hủ tiên tử chớp mắt, không hiểu tại sao ba người bọn họ lại đột nhiên đánh nhau. "Không phải nói ngũ đại tiên môn đồng tâm hiệp lực sao? Chút chuyện này cũng không đoàn kết nổi à?" Nàng lầm bầm, ngay cả ngũ tiên thượng cổ bọn họ còn đoàn kết hơn đám người này. Lục Dương không biết nói gì. "Tiên tử, tiền bối có muốn đoán thử xem tại sao bọn họ lại đánh nhau không?" Chờ một lúc lâu, Bất Hủ tiên tử thấy Bảo Hạp vẫn không có động tĩnh gì, xem ra rất khó phân ra thắng bại trong thời gian ngắn. "Thôi, không có việc gì thì ta về đây." Đám người đã giải tán, Bất Hủ tiên tử cũng không còn hứng thú. Dù sao những chuyện cần nói thì cũng đã nói xong, cần người đánh thì cũng đã đánh xong, nên trở về thôi. Nàng đường đường là trưởng môn, còn cả một vấn đạo tông lớn như vậy cần phải quản lý, mỗi ngày đều bận trăm công nghìn việc. "Vậy xin cáo từ." Ánh mắt hạ đế nhìn Lục Dương đã hoàn toàn khác, chỉ muốn mau chóng tiễn vị đại Phật này về. Ngay cả Bất Ngữ đạo nhân lúc ở Kim Đan kỳ cũng không khủng bố như vậy. "Đi thôi."
Vân Chi rất hài lòng với biểu hiện của Bất Hủ Tiên Tử, không có làm ra chuyện gì quá đáng. Bất Hủ Tiên Tử vung cánh tay, ngây ngang đi ra khỏi hoàng cung. Vân Chi đi theo phía sau, phi thường chú trọng. Đại sư, ngài... Giới sát đại sư không nói gì, xé rách hư không rời đi. Thật ra ông ta cũng muốn vào bảo hạp cho đám tiểu bối Khâu Tấn Hàn kia biết thế nào là kim đan kỳ vô địch. Nhưng dù sao ông ta cũng là trưởng bối, không thể mặt dày làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác là ông ta lo lắng nếu mình vào bảo hạp sẽ phải đối mặt với sự tấn công của ba người họ, e là mình không chịu nổi. Bế Khẩu Thiền thật khó tu luyện mà. Ông ta tham gia họp hành chỉ có thể gật đầu với lắc đầu, không nói được câu gì, thật là khó chịu. Chương 473, các phương chuẩn bị. Tin tức về đại hội tranh tài do triều đình tổ chức nhanh chóng lan truyền ra khắp lục địa, bởi vì địa điểm chung kết lại được tổ chức ở Vấn Đạo Tông. Đúng dịp Vấn Đạo Tông kỷ niệm 12 vạn năm thành lập, nên đại hội lần này được gọi là đại hội Vấn Đạo. Vô số môn phái mà môn đều xoa tay hầm hè, muốn phái ra những đệ tử đặc ý nhất của mình tham gia. Đại thế sắp đến, thiên tài xuất hiện lớp lớp, rất nhiều thế lực đều có được những đệ tử thiên tư chắc tuyệt, vượt xa các đời trước. Nay tuyết đã bắt đầu rơi, chỉ chờ một tiếng gáy vang trời mà thôi. Thời khắc này rốt cuộc cũng đến. Ban giám khảo là trưởng môn ngũ đại tiên môn, phần thưởng bao gồm công pháp, thiên tài địa bảo, cảm ngộ tu luyện của bán tiên, số lần tiến vào bí cảnh, điện tịch thượng cổ, vân vân. Các loại ban thưởng này, ngay cả ta cũng phải động lòng, nếu ta còn trẻ, nhất định phải thử một phen. Lâu chủ Kiếm Lâu cảm thán, lúc ông ta còn trẻ sao lại không gặp được cơ hội tốt như vậy, có thể cùng với những thiên tài xuất sắc nhất đại lục giao chiến, chưa kể đến phần thưởng hậu hĩnh như thế, không nói tới ban thưởng cho đệ tử, ngay cả ban thưởng cho tông môn cũng là thứ tốt. Minh Đài, ngươi là người có thiên phú mạnh nhất Kiếm Lâu ta, là người duy nhất trong ngàn năm qua lĩnh ngộ được chân truyền của Chí Tôn, chắc chắn có thể tung hoành đại hội, dương danh thiên hạ, vang danh muôn đời. Minh Đài, chớ phụ kỳ vọng của tông môn. Phi Bộc Tông ta tuy là tông môn nhị phẩm, trước kia đến tư cách tham gia vòng chung kết cũng không có, nhưng lần này thì khác. Khổng Hạo, lần này có người, thiên phú của người không thua kém gì đệ tử hạch tâm của tông môn nhất phẩm, tông môn siêu phẩm. Ta biết người từ trước tới nay luôn khiêm tốn, không thích phô trương, cho dù trở thành đệ tử chân truyền, trở thành đệ tử hạch tâm, cũng không giống những người khác kết bè kết phái, thành lập thế lực riêng, mà chỉ chuyên tâm tu luyện, không bằng thế sự. Sư phụ, Khổng Hạo do dự, gã lựa chọn Phi Bộc Tông chính là vì muốn khiêm tốn, không muốn gây ra chuyện thị phi, nào ngờ gã không muốn gây chuyện, chuyện lại tự tìm tới cửa, muốn đẩy cũng không đẩy đi nổi. Nếu là đại hội khác không tham gia cũng được, nhưng đại hội lần này là do triều đình tổ chức, sư phụ không mong người có thể trở thành quán quân, chỉ cần có thể tiến vào vòng chung kết, giành lấy cho tông môn một tấm vé tham gia Vấn Đạo Tông, cũng đủ để mang đến lợi ích cho tông môn rồi. Hơn nữa lần này giám khảo là trưởng môn ngũ đại tiên môn, nếu có thể được bọn họ chỉ điểm 1-2, chắc chắn sẽ có ích rất lớn cho việc tu luyện của ngươi. Vâng, gã kiên trì đáp ứng. Ở một nơi khác, cảm ngộ tu luyện của bán tiên, đại hạ thật sự bằng lòng mang loại bảo vật vô giá này ra làm phần thưởng sao? Ta liều mạng vì đại ngu, ngủ say đến tận bây giờ, bọn họ ngay cả cảm ngộ tu luyện độ kiếp kỳ cũng không cho ta, vậy thì đừng trách ta ra tay cướp đoạt từ đại hạ. Cảm ngộ tu luyện của bán tiên cộng thêm những phần thưởng khác, lại có thêm thể chất đơn linh căn của ta, chắc chắn tỷ lệ đột phá độ kiếp kỳ trong tương lai sẽ càng lớn hơn. Tương lai nhất định phải có một chỗ đứng cho bản chân quân. Ồ, địa điểm chung kết lại được tổ chức ở Vấn Đạo Tông sao? Vậy thì tốt quá, ta đang đau đầu không biết làm cách nào để lèn vào Vấn Đạo Tông đây. Cơ hội đã tự động đưa đến cửa. Vấn Đạo Tông, Vấn Đạo Tông, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì trên khánh điện thì cũng đừng trách ta. Muốn trách thì trách triều đình các ngươi tự mình đưa ra quyết định này đi. Chỉ là như vậy, Vấn Đạo Tông và triều đình chắc chắn sẽ mời cao thủ đến chấn giữ. Hơi rắc rối một chút, không biết đến lúc đó sẽ là cao thủ cấp bậc nào. Mà thôi, cẩn thận vẫn hơn, mang theo tất cả mọi người đi. Nguyệt Quế Tiên Cung, Lan Đình, tông môn cần chọn một đệ tử kim đan trung kỳ tham gia vòng chung kết. Vì sư quyết định để con xuất chiến, con thấy sao? Đệ tử tuân lệnh. Sau khi nhận lệnh, Lan Đình lén lén liếc nhìn sư phụ, không biết vì sao hôm nay sư phụ lại đeo mạng trên mặt, không nhìn rõ biểu cảm phía dưới. Nàng suy nghĩ một lát, vẫn đánh bạo hỏi: sư phụ, lần này tiến đến Vấn Đạo Tông có thể gặp được Lục Dương không? Khóe miệng của Lạc Hồng Hà co giật, nghiến răng nghiến lợi nói: có thể, nhất định có thể.
lần này cho dù không gặp được những người khác cũng sẽ gặp được hắn. Ngũ Hành Tông, Bạch Minh, Ngũ Hành Tông ta cần một người đại diện tham gia, con nhất định phải giành lấy vinh quang trong Ngũ Hành Tông chúng ta trên đại hội. Đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà đệ tử có một vấn đề muốn hỏi. Con hỏi đi. Không biết thương tích trên mặt ngài là do đâu mà có? Không nên hỏi, không nên hỏi. Trấn Ngục Tông, Thiền Chí, lần này tham gia đại hội, vì sư không có yêu cầu gì khác. Nếu con gặp phải người của Ngũ Hành Tông, cứ đánh mạnh tay vào, không cần nể mặt mũi. Vâng. Thầy Diêm Thiên Chí xoay người rời đi. Dương Đình lại gọi gã lại nói. À khoan đã, con không muốn hỏi vết thương trên người vi sư là do đâu mà có à? Dù sao cũng không phải con đánh mà. Lò Mổ, sư phụ, người nói gì đi chứ? Tuy rằng Phật môn chúng ta chú trọng đốn ngộ, nhưng người cũng không thể cứ nhìn con như vậy mà không nói một lời, để con tự mình hiểu chứ. Sư phụ, người nói người đang yên lành tu luyện, sao lại đi tu luyện bế khẩu thiên gì đó? Bây giờ không nói được, thần thức cũng không truyền được, ngay cả thư cũng không viết được. Giới Sát đại sư vẫn im lặng không nói. Thích Thiền im lặng, buông đồ nghề trong tay xuống, suy nghĩ xem ý tứ trong mắt của sư phụ rốt cuộc là gì. Huyền Không Miếu cái gì cũng tốt, sư huynh đệ hòa thuận, trên dưới đồng lòng, tài nguyên phong phú, còn có đại năng độ kiếp kỳ dạy bảo. Vấn đề duy nhất chính là thích chơi trò bí ẩn. Trước kia Thích Thiền còn hay phàn nàn sư phụ nói nhảm, bây giờ thì hay rồi, trực tiếp không thèm nói nữa. Thôi, con tiếp tục mổ heo đây. Mạch Cảnh Chu đi đến Thiên Môn Phòng, bước vào động phủ đã nhìn thấy Lục Dương khoanh tay đặt ở trên bụng, cả người dựa vào thành ghế, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Đại sư tỷ không có ở đây. Gọi ta đến đây làm cái gì thế? Mạch Cảnh Chu dù sao cũng nhìn Lục Dương không vừa mắt. Tại sao cái tiểu tử này làm đại diện tông chủ chứ? Theo như thỏa thuận, Khâu Tấn An dạy cho Mạch Cảnh Chu một môn thuật pháp cũng truyền ra ngoài của Ngũ Hành Tông. Gã vừa mới từ Ngũ Hành Tông trở về, liền nhận được tin tức của vị đại diện tông chủ này bảo gã đến một chuyến. Tiểu Mạnh, đến đây ngồi đi, đừng khách sáo, Lục Dương cười tủm tỉm nói. Mạnh Cảnh Chu nhìn một vòng quanh động phủ, cả động phủ chỉ có duy nhất một cái ghế, mà hiện tại Lục Dương đang ngồi trên ghế. Chẳng lẽ muốn ta ngồi trên đầu ngươi sao? Lục Dương tự động xem nhẹ ánh mắt xem thường của Mạnh Cảnh Chu, chậm rãi nói. Chắc ngươi cũng đã nghe nói triều đình muốn tổ chức đại hội cùng lúc với khánh điển của tông môn. Quy mô đại hội rất lớn, mỗi một tiểu cảnh giới đều là một tổ. Tông môn rất coi trọng đại hội lần này. Sau khi cùng các vị trưởng lão thương nghị nhiều lần, danh sách đệ tử tham gia cảnh giới khác đều đã được quyết định, chỉ còn mỗi danh ngạch kim đan trung kỳ là chưa được quyết định, rất đau đầu. Người có thể đại diện cho tông môn tham gia đại hội chắc chắn là đệ tử ưu tú nhất. Ta suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn là để ngươi đi tham gia. Hai mắt của Mạnh Cảnh Chu sáng lên, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Nhưng lời này nghe thật dễ, khiến cho toàn thân của gã đều cảm thấy ấm áp. Ngươi thừa nhận ta lợi hại hơn ngươi rồi sao? Nụ cười trên mặt của Lục Dương càng thêm rực rỡ. Thì ta là giám khảo mà. Hắn liều mạng như vậy, chịu khổ chịu mệt làm trâu làm ngựa trong Bất Hủ Tiên Tử, chẳng phải là vì thời khắc này hay sao? Chương 474, để ta tu luyện thay ngươi. Nửa tháng trôi qua trong khoảnh khắc. Trong thời gian này, Đại Lục Trung ương vô cùng náo nhiệt, tranh tài từ cấp thành đến tranh tài cấp châu, tất cả thiên tài trong toàn bộ vương triều đại hạ đều tụ tập ở trên lôi đài. Từng cặp giao đấu liên tiếp xuất hiện nhiều ít bất ngờ. Rất nhiều tu sĩ vô danh tiểu tốt bỗng nhiên một tiếng hót vang trời, khiến cho những người quen biết phải trợn mắt há mồm. Ngay cả những đệ tử được tông môn nhất phẩm dốc lòng bồi dưỡng, kỳ vọng rất cao, cũng có người bị tu sĩ vô danh đánh bại. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày Vấn Đạo Tông tổ chức khánh điển. Trong nửa tháng này, Bất Hủ Tiên Tử ở Vấn Đạo Tông muốn làm gì thì làm, Lục Dương thì trợ trụ vi ngược, hai người cùng nhau làm chuyện xấu. Trong đầu phủ ở Thiên Môn Phong, hai Lục Dương đang ngồi, một người phê duyệt công văn, một người ngủ, cả hai đều bận rộn. Cố gắng nhịn một chút, qua khánh điển này là xong rồi. Lục Dương vừa phê duyệt công văn vừa tự thân an ủi. Khánh điển sắp đến gần, trên tay hắn là danh sách những thiên tài được đề cử từ các châu, danh sách đại biểu của các thế lực sẽ đến tham gia đại chiến. Hiện tại hắn đang sử dụng Mộc Phân Thân Trùng Thụ Quyết, còn người đang ngủ chính là Bất Hủ Tiên Tử đã đoạt xá thành công. Tiên tử, tiền bối chắc là đang giúp ta tu luyện chứ? Có lẽ là Bất Hủ Tiên Tử đã bị lương tâm cắn rứt, cảm thấy liên tục đoạt xá Lục Dương không tốt, chiếm dụng hết thời gian tu luyện của hắn, nên đã chủ động đề nghị giúp hắn tu luyện. Dù sao thì mọi người đều dùng chung một cơ thể, ai tu luyện mà chẳng như nhau. Sau đó Bất Hủ Tiên Tử tiếp tục ngủ.
Bất Hủ Tiên Tử bị Lục Dương đánh thức, nàng ngáp một cái thật to, bất mãn nhìn Lục Dương. Bản tiên đương nhiên là đang tu luyện, đây là tu luyện bằng cách ngủ. Cùng một nguyên lý với cái việc bản tiên khôi phục tu vi bằng cách ngủ, là pháp môn tu luyện chí cao, chỉ có tiên nhân mới biết. Ngươi chỉ là một phàm nhân, tự nhiên không thể nào hiểu được sự huyền diệu trong đó. Lục Dương thầm nghĩ trong lòng, đám tiên nhân các ngươi không phải là tu luyện đến hồ đồ rồi chứ, còn có cả pháp môn tu luyện bằng cách ngủ, thật là vô dụng. Quyền hạn của đại diện tông chủ lớn quá, Lục Dương cũng không có cách nào quản Bất Hủ Tiên Tử, chỉ đành phải tiếp tục phê duyệt công văn. Đây chính là Vấn Đạo Tông sao, thật là khí phái. Minh Đài đứng trước cổng Vấn Đạo Tông, nhìn thấy dãy núi liên miên bất tuyệt sau sơn môn và linh khí tràn ngập trong từng ngóc ngách, không khỏi thốt lên đầy vẻ cảm khái. Gã đại diện cho kiếm lầu xuất chiến thuận lợi tiến vào vòng chung kết, bây giờ đi theo trưởng lão đến Vấn Đạo Tông tham gia đại hội. Vấn Đạo Tông quả nhiên xa hoa hơn kiếm lầu bọn họ rất nhiều. Hành động của Minh Đài không thu hút sự chú ý của người khác, có rất nhiều đệ tử tham gia vòng chung kết, thậm chí cả thế lực sau lưng bọn họ. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Vấn Đạo Tông, đều bị khí thế hùng vĩ của Vấn Đạo Tông làm cho chấn động. Linh khí ở sơn môn đã dồi dào như vậy, vậy thì bên trong sẽ có cảnh tượng thế nào? Minh Đài, đi thôi. Trưởng lão kiếm lầu đi phía trước, ra hiệu cho Minh Đài đi theo sau. Trưởng lão kiếm lầu không phải lần đầu tiên đến Vấn Đạo Tông, không cần người dẫn đường, ông ta quen đường lối đi qua rừng trúc, đi đến khu vực trung tâm của Vấn Đạo Tông, nơi tổ chức khánh điển lần này. Địa điểm tổ chức bao gồm Thiên Môn Phong, tám ngọn trưởng lão phong và khu phố thương mại, là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất của Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông dụng tâm thật. Trưởng lão kiếm lầu vuốt râu gật đầu, có thể nhìn ra Vấn Đạo Tông rất coi trọng khánh điển lần này. Bọn họ đã dọn dẹp một khoảng đất trống ở dưới chân Thiên Môn Phong, dựng lên một tòa tế đàn được làm bằng bạch ngọc. Trên tế đàn có dựng ba pho tượng cao lớn, được che kín bằng vải đỏ. Trên tế đàn bày biện đỉnh, giá, đậu, tôn, ấm, chim tước, chim sẻ, nến, lư hương, bình rượu, chuông nhạc, khánh và các loại tế khí cùng với tế phẩm khác, tất cả đều được sắp xếp theo quy tắc tế tự cao nhất. Xung quanh tế đàn có vài đệ tử Vấn Đạo Tông canh giữ, chờ khi nghi thức tế tự bắt đầu, nghiêm cấm người khác đến gần tế đàn. Ngoài ra còn có một số vật phẩm tế tự và đạo cụ dùng trong nghi thức tế tự, trông rất cổ xưa, ngay cả ông ta cũng không nhận ra được. Giống như là nghi thức tế tổ của Man tộc, nhưng mà phức tạp hơn nhiều. Man tộc là một trong những bộ tộc cổ xưa nhất trong nhân tộc, được truyền thừa từ thời thượng cổ. Nghi thức tế tổ của Man tộc luôn được thế nhân coi là nghi thức tế tổ gần nhất với thời thượng cổ. Rất nhiều học giả đã tìm đến Man tộc để học hỏi, từ đó suy đoán ra một phần nào đó về thời thượng cổ. Những gì mà trưởng lão kiếm lâu không nhận ra chính là do Lục Dương bảo Bất Hủ Tiên Tử hồi tưởng lại cảnh tượng tế tổ, tế thần của các đại tộc thời thượng cổ. Tuy Bất Hủ Tiên Tử làm việc không đáng tin cậy, nhưng trí nhớ của nàng vẫn rất tốt, rất nhanh đã nhớ ra toàn bộ quá trình tế tự thượng cổ, tuyệt đối chính xác. Ngay cả những buổi tụ họp của các vị tiên nhân thượng cổ mà Bất Hủ Tiên Tử có tham gia cũng khôi phục lại được, nhưng mà phương án này đã bị Lục Dương bác bỏ. Từ Không trưởng lão, lâu rồi không gặp. Trưởng lão kiếm lâu nghe thấy có người gọi mình, là một giọng nói quen thuộc. Ông ta quay đầu, thì ra là Lộ Bát Thiên, tông chủ Cản Thi Tông, người gần đây đang rất được chú ý. Đi theo sau ông ta chắc là đệ tử Cản Thi Tông tham gia vòng chung kết. Thì ra là Lộ tông chủ. Từ Không trưởng lão chào tay hỏi, động tác dứt khoát lưu loát, rất phù hợp với phong cách thường thấy của kiếm tu. Bài kiến Lộ tông chủ. Minh Đài cũng học theo. Sao người biết ta đã đột phá độ kiếp kỳ rồi? Lộ Bát Thiên cười lớn, nụ cười rạng rỡ tới mức không nhìn thấy đôi mắt đâu. Từ Không trưởng lão cạn lời. Từ Không huynh vẫn chưa đột phá độ kiếp kỳ sao? Xem ra là tu luyện chậm trễ rồi. Lộ Bát Thiên là người đầu tiên trong thế hệ của bọn họ đột phá độ kiếp kỳ, hiện tại đang đi khoe khoang khắp nơi. Hơn nữa tu vi của ông ta lại cao, không ai đánh lại được. Từ Không trưởng lão im lặng siết chặt chuôi kiếm bên hông, do dự một chút rồi lại buông ra. Đây là đệ tử kiếm lâu sao? Sau khi khoe khoang đủ rồi, Lộ Bát Thiên mới chú ý tới sự tồn tại của Minh Đài. Có chút yếu tố kế thừa y bát của Chí Tôn. Nói đến Minh Đài, sắc mặt của trưởng lão Tư Không mới dễ nhìn hơn một chút. Minh Đài chính là niềm tự hào của kiếm lâu bọn họ. Y bát của Chí Tôn. Lộ Bát Thiên kinh hô thành tiếng, đồng tử hơi co lại, hiển nhiên là đã bị dọa sợ. Hợp thể kỳ có thể xưng là chân quân, độ kiếp kỳ có thể xưng là tôn giả, bán tiền có thể xưng là Chí Tôn. Tiểu tử Minh Đài này lại có thể đạt được y bát của Chí Tôn kiếm lâu sao?
Chí Tôn Kiếm Lâu là một vị kiếm đạo bán tiên, đáng tiếc lại ngã xuống nửa đường, không thể đột phá thành tiên. Y bát mà ông ấy để lại quá mức khắc nghiệt, không ai có tư cách kế thừa. Lộ Bát Thiên còn tưởng rằng đời này sẽ không tìm được thấy người kế thừa y bát của Kiếm Lâu, không ngờ hôm nay lại có được. Kiếm Lâu dấu cũng bí mật lặng lẽ tìm được một truyền nhân ưu tú như vậy, nếu không phải có đại hội lần này, e rằng Kiếm Lâu cũng không nỡ để Minh Đài lộ diện. Triệu Phá, đệ tử ưu tú của Cản Thi Tông chúng ta, không có ngoại lệ Hoàng Minh, Triệu Phá mới là người trẻ tuổi số một chân chính của Cản Thi Tông. Hơn nữa sau khi trải qua trận chiến ở Hán Thủy Thành, kinh nghiệm thực chiến của gã đã tăng lên nhiều. Sau khi Lộ Bát Thiên đột phá tới độ kiếp, còn đích thân chỉ điểm cho gã, khiến cho thực lực của gã tăng vọt. Được rồi, ta nói chuyện phiếm với Lộ Tông Chủ một lát, các người là tiểu bối thì đi chơi đi. Tư Không Trưởng Lão phất tay, có tiểu bối ở đây, ông ta luôn cảm thấy mất tự nhiên, không được thoải mái. Triệu Phá, xin chào, ta là Minh Đài. Huynh Đài là đệ tử Cản Thi Tông sao? Minh Đài nở nụ cười rạng rỡ, có thể thấy y là người lạc quan, hoạt bát, giỏi giao tiếp. Huynh đã từng trải qua sự kiện ở Hán Thủy Thành sao? Sự kiện Hán Thủy Thành là trận chiến lớn nhất trong gần trăm năm qua, có ba độ kiếp kỳ tham gia, thậm chí còn có Vô Thượng Đại Tiên Tôn một mình chấn áp ba độ kiếp kỳ, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, còn có người tập hợp lại thành sách lưu truyền rộng rãi trong nhân gian. Minh Đài thường xuyên đến quán trà nghe kể chuyện, có thể gặp được người từng trải tận mắt chứng kiến trận chiến ở Hán Thủy Thành, sao có thể không khiến người ta kích động chứ? Châu Phá gật đầu. Ừ, khi trên không của Hán Thủy Thành xảy ra đại chiến, ta đang ở Phù Châu Mục cùng với Lục Sư Huynh, là người ở gần nơi giao chiến nhất. Huynh còn quen biết Lục Dương Sư Huynh sao? Hai mắt của Minh Đài sáng rực, giọng điệu cũng cao hơn vài phần so với lúc nãy, kích động hơn cả vừa rồi. Chuyện đang hot nhất trong các quán trà hiện nay là gì? Chính là truyền kỳ Vấn Đạo Tông Lục Dương Thiên đấy. Chương 475, Lục Dương Thiên. Triệu Phá bị phản ứng của Minh Đài dọa cho giật nảy cả mình, không hiểu sao đối phương lại kích động như vậy. Huynh chưa nghe nói đến bình thư truyền kỳ Vấn Đạo Tông Lục Dương Thiên sao? Triệu Phá lắc đầu, gần đây gã bị tông chủ mang theo đi tu luyện cả ngày cả đêm, nào có thời gian đi nghe bình thư. Ta chưa nghe qua bình thư, nhưng mà cũng đã có quen biết Lục Dương Sư Huynh, sao thế? Huynh kể cho ta nghe một chút, Lục Dương Sư Huynh đã làm gì ở Hán Thủy Thành thế? Có phải là giống như trong truyền thuyết, chiến lược siêu quần hay không? Đúng là chiến lược hơn người thật. Ta có một vị sư huynh tên là Hoàng Minh, tuổi ta cũng sấp xỉ ta. Cho dù là thiên phú tu luyện hay thiên phú chiến đấu đều hơn ta rất nhiều. Sau này ta mới biết Hoàng Minh là một vị tu sĩ hợp thể kỳ của Đại Ngu tấn công trùng tu, nên mới lợi hại như vậy. Lúc đó ta không biết, lúc ấy ta và Lục Dương sư huynh ra ngoài trừ yêu, tình cờ gặp phải Hoàng Minh. Hai người bọn họ vì ta mà xảy ra mâu thuẫn, sau đó đánh nhau. Ai thắng? Minh Đài vội vàng hỏi. Tất nhiên là Lục Dương sư huynh rồi. Huynh ấy thế mà lại giao đấu với Hoàng Minh, mà còn chiếm thế thượng phong, còn rất ung dung. Lợi hại vậy sao? Minh Đài kinh ngạc thốt lên. Tuy gã tự tin có thể chiến thắng khi giao đấu với tù sĩ tán công trùng tu, nhưng mà tuyệt đối không thể nào ung dung như vậy. Chưa hết đâu, Lục Dương sư huynh và Mạnh Cảnh Chu sư huynh đã nói với ta, đối thủ của bọn họ đều là những người ở hợp thể kỳ trở lên. Những kẻ hợp thể kỳ trở xuống căn bản không có tư cách làm đối thủ của họ. Sự thật cũng đã chứng minh điều này. Sau khi đánh bại Hoàng Minh, lại xuất hiện một tên hợp thể kỳ Đại Ngu muốn giết chết chúng ta. Sau khi giải quyết xong tên hợp thể kỳ đó, Hoàng đế Đại Ngu lại đột nhiên xuất hiện, dùng lực lượng quy tắc phong tỏa Hán Thủy Thành. Bây giờ nhớ lại, Triệu Phá vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cả đời này gã chưa từng gặp qua nhiều cao thủ như vậy, chỉ cần đi cùng với Lục Dương, yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ gặp phải. Minh Đài như đang suy nghĩ điều gì đó. Thảo nào, thì ra là như vậy. Bây giờ mọi chuyện đều đã được sáng tỏ. Đúng rồi, huynh nói Lục Dương sư huynh hiện đang ở Vấn Đạo Tông, vậy lần này có thể gặp được cao thủ độ kiếp kỳ nào nữa không? Triệu Phá xua tay, cảm thấy Minh Đài suy nghĩ quá nhiều rồi. Không thể nào đâu, đây là nơi nào chứ? Đây là Vấn Đạo Tông, dù là Hoàng đế Đại Ngu đến đây cũng không dám làm càn. Hơn nữa còn có nhiều vị trưởng lão và tông chủ ở đây như vậy, cho dù có cao thủ độ kiếp kỳ đến đây cũng đủ để bọn họ đánh cho một trận rồi. Cả đời có thể gặp được một lần giao chiến của cao thủ độ kiếp kỳ đã là không tệ, sao có thể gặp nhiều lần chứ? Cho dù có gặp phải thì cũng là sau cái đại thế buông xuống, sao có thể gặp liên tục trong vòng 2 tháng được. Có muốn ăn chút gì không? Nghe nói đồ nướng ở đây rất ngon. Minh Đài không có hứng thú lắm với chuyện ăn uống. Gã cho rằng tu sĩ nên giữ gìn khuôn phép tu hành, ăn uống chỉ là để thỏa mãn ham muốn, là hành vi không cần thiết. Nhưng mà Triệu Phá lại rất nhiệt tình,
Minh Đài cũng không tiện nói thẳng. Huynh ăn đi, ta không thích ăn đồ nướng lắm. Ấy đừng nói như vậy, đồ nướng ở đây ngon thật đấy, ngươi thử một lần là biết ngay. Đợi ta mua cho ngươi một ít. Triệu Phá vẫn nhiệt tình như cũ, kết giao thêm một người bạn cũng là thêm một con đường mà. Minh Đài còn chưa kịp nói gì thì Triệu Phá đã chạy đi nhanh như chớp về phía Thương Nhai, rất nhanh đã hòa vào dòng người. Gã đành phải bất lực buông tay, đứng tại chỗ chờ. Chắc là quán đồ nướng mà Triệu Phá nhắc tới quá đông khách, nên Minh Đài đợi mãi mà vẫn không thấy Triệu Phá quay lại. Đứng mãi cũng chán, chỉ bằng nhân tiện hỏi thăm xem Lục Dương sư huynh ở đâu, đợi Triệu Phá quay lại thì cùng nhau đến gặp mặt một lần. Vừa hay có một thanh niên mặc trang phục Vấn Đạo Tông đi ngang qua, Minh Đài vội vàng kéo hắn lại. Thanh niên không ngờ Minh Đài lại đột nhiên ra tay, sợ hãi kêu lên một tiếng, tưởng rằng mình gặp phải kẻ thù. Ấy vị huynh đài này, xin hỏi huynh có biết Lục Dương sư huynh ở đâu không? Lục Dương à? Thanh niên lộ ra vẻ mặt kỳ quái, đánh giá Minh Đài từ trên xuống dưới. Đối phương môi hồng răng trắng, dáng vẻ thư sinh, nhìn rất xa lạ, không hề quen biết. Ngươi tìm Lục Dương làm gì? Thanh niên cảnh giác hỏi. À, chuyện là như thế này, ta và Minh Đài của Kiếm Lâu mấy hôm trước có nghe được bản truyền kỳ Vấn Đạo Tông Lục Dương Thiên mới nhất trong quán trà, rất bội phục Lục Dương sư huynh, nên muốn nhân cơ hội này gặp mặt một lần. Truyền kỳ Vấn Đạo Tông Lục Dương Thiên à? Thanh niên ngẩn người, cái tên quái quỷ gì thế này? Trong bình thư nói thế nào? Trong bình thư nói Lục Dương sư huynh thiên phú hơn người, là người mạnh nhất trong số những người có đơn linh căn, hơn nữa còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Lúc ở trúc cơ kỳ đã đánh bại tu sĩ hóa thần. Lục Dương sư huynh sau khi đến kim đan thì càng thêm lợi hại. Ở trong hoàng cung, huynh ấy đã đánh nhau với 4 vị tiên môn tông chủ, đánh cho cung chủ Nguyệt Quế Tiên Cung đành phải ngậm đầy lá cây trong miệng, đánh cho tông chủ Trấn Ngục Tông phải cạo đầu muốn đi tu, đánh cho trụ trì Huyền Không Miếu Á Không không trả lời được, phải mọc tóc hoàn tục. Ban đầu Minh Đài cảm thấy bình thư có chút phóng đại hình tượng của Lục Dương, dù sao cũng là bình thư được kể trên đường phố, phóng đại là chuyện bình thường. Nhưng mà vừa rồi Triệu Phá cũng nói đối thủ của Lục Dương sư huynh đều là những người ở hợp thể kỳ trở lên, điều này chẳng phải là trùng khớp với nội dung ở trong bình thư hay sao? 4 vị tông chủ bị Lục Dương sư huynh đánh cho thê thảm, ngay cả thái giám trong cung cũng nhìn thấy. Cung chủ Nguyệt Quế Tiên Cung, tông chủ Trấn Ngục Tông, tông chủ Ngũ Hoành Tông đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Lúc ra khỏi hoàng cung, vết thương vẫn còn chưa lành hẳn. Sau khi bệ hạ biết chuyện đã hết lời khen ngợi Lục Dương sư huynh, khen huynh ấy là thiếu niên anh hùng, tiền tư chắc tuyệt, cho phép huynh ấy vào triều không cần phải bước nhanh, bái kiến không cần xưng tên, lên điện được phép mang kiếm. Sắc mặt của thanh niên càng lúc càng kỳ quái. Lúc trước sư phụ trở về Vấn Đạo Tông lấy lý do quan tâm hắn, hỏi hắn đi hoàng cung họp đã xảy ra chuyện gì. Hắn kể lại một lượt, sư phụ hài lòng vỗ vai hắn, rồi nói người không làm tròn trách nhiệm của một người sư phụ, đồ đệ tu luyện mà mình lại thường xuyên không có mặt, ông ta quyết tâm phải giúp đồ đệ dương danh lập vạn, để hắn chờ xem. Không ngờ lại là dương danh bằng cách này. Chuyện ba người Khâu Tấn An bị đánh cho mặt mũi bầm dập thì hắn biết, dù sao cũng là do tiên tử gây ra náo loạn, hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Ban đầu ba người Khâu Tấn An tranh giành danh hiệu kim đan kỳ mạnh nhất, kết quả là đánh nhau tới mức bị thương, sau đó khôi phục tu vi ban đầu, khiến cho bản thân đầy thương tích, trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục lại được. Minh Đài còn muốn nói gì nữa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông vang lên từ đỉnh Thiên Môn Phong, âm thanh cổ xưa mà kéo dài, như thể đã vang vọng từ thời vạn cổ, vang vẳng ở bên tai. Tiếng chuông vang vọng khắp Vấn Đạo Tông tổng cộng có 12 tiếng, tượng trưng cho 12 vạn năm lịch sử của Vấn Đạo Tông. Tiếng chuông vang lên báo hiệu khánh điển sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều dừng lại động tác trên tay, đồng loạt nhìn về phía Thiên Môn Phong. Nam thanh niên bước nhanh về phía tế đàn. Ban đầu các định đến tế đàn, chỉ là trên đường bị Minh Đài chặn lại. Vị sư huynh này, huynh vẫn chưa nói cho ta biết Lục Dương sư huynh ở đâu? Minh Đài nhỏ giọng thúc giục. Áo bào lóe sáng biến mất không còn tăm hơi. Tiên tơ nhảy múa ở dưới chân, lan ra toàn thân, miệng quan, huyền y, thắt lưng, đai lưng màu trắng, tạo thành một bộ trang phục trang nghiêm và uy nghi. Nam thanh niên quay đầu, trong mắt mang theo ý cười. Thì ta chính là Lục Dương. Chương 476, khai mạc khánh điển. Tiếng chuông vang lên, khách khứa tấp nập, xung quanh tế đàn đứng đầy người. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lục Dương đang mặc trang phục miện phục, vẻ mặt nghiêm nghị bước lên tế đàn. Lục Dương từng bước một tiến về tế đàn, nhưng người xung quanh tự động nhường đường cho hắn.
Không ai biết lúc này Lục Dương đang trải qua một trận đấu tranh kịch liệt trong không gian tinh thần. Đến đây, đổi ta, đến lượt ta. Tiên tử, tiền bối dựa vào đâu mà nói ta không đáng tin cậy chứ? Nếu không thì tiền bối ngồi đó xem thử đi. Bản tiên đã được người ta tế bái từ thời thượng cổ rồi, còn quen thuộc hơn người nhiều. Sau một phen tranh giành quyết liệt, Lục Dương bị ép buộc phải giao quyền khống chế cơ thể ra ngoài. Bất Hủ tiên tử bước lên tế đàn xếp bằng bạch ngọc, từng bước chân vững vàng, mạnh mẽ, như thể đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, từ thời thượng cổ xa xôi đi đến, mang theo hơi thở nặng nề của lịch sử. Người kia là ai thế? Trông còn trẻ như vậy. Nhưng vị khách thế hệ trước nhìn thấy Lục Dương bước lên trên tế đàn thì đều ngẩn người, không ai quen biết người này cả. Nghe nói là Lục Dương, tiểu đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân, là người nổi tiếng nhất gần đây. Có người nói hắn là người mạnh nhất kim đan kỳ, là nhân vật số 1 trong thế hệ trẻ tuổi. Mạnh nhất kim đan kỳ? Danh hiệu này rất nặng. Kim đan kỳ là một cảnh giới quan trọng trong toàn bộ hệ thống tu luyện, có thể xưng hùng xưng bá ở kim đan kỳ. Vậy thì thành tựu trong tương lai sẽ không thể nào đo lường được. Không đúng, cho dù là mạnh nhất kim đan kỳ thì cũng không nên đứng ở trên tế đàn. Bên ngoài đồn đại rằng Bất Ngữ đạo nhân muốn bồi dưỡng tiểu đồ đệ này, để hắn làm đại diện tông chủ, giao cả chuyện trọng đại như khánh điền cho hắn phụ trách. Tin đồn bên ngoài không thể tin được. Theo ta thấy, do lão tặc Bất Ngữ không dám lộ diện nên mới đẩy cho tiểu đồ đệ ra hứng chịu. Quả nhiên là chuyện mà lão tặc Bất Ngữ có thể làm ra được. Con trẻ như vậy đã có được thành tựu như thế, thật là tạo hóa vô tận. Không biết tiểu tử Lục Dương này có người trong lòng chứ nhỉ? Nhà ta có mấy đứa nhi tử, tuổi tác cũng phù hợp, thiên phú cũng không tệ. Nhưng mà hắn là tiểu đồ đệ của lão tặc Bất Ngữ. Thôi vậy thì quên đi. Cùng lúc Bất Hủ tiên tử bước lên tế đàn, tiếng nhạc cũng vang lên, âm thanh du dương, cổ xưa, mọi người trở về 12 vạn năm trước. Bản nhạc này do tứ trưởng lão và các đệ tử biểu diễn, là khúc nhạc được dùng trong nghi thức tế tự của Vấn Đạo Tông. Là một nho tu, tứ trưởng lão am hiểu âm luật, tiếng sáo có thể dẫn đến bách điều chầu bái. Khi còn trẻ, ông ta đã dùng chiêu này để thu hút rất nhiều thiếu niên, thiếu nữ. Ba bức tượng cao lớn trên tế đàn được che bởi vải đỏ. Đại trưởng lão bước ra thi pháp, tấm vải đỏ giật xuống để lộ ra hình dáng của ba bức tượng. Tiên Thiên đạo nhân là người sáng lập Vấn Đạo Tông, Quy Nguyên Thiên Tôn là người đưa tông môn tới cấp bậc tiên môn, Hán Hải đạo quân là vị tổ sư phát triển tông môn. Ba người này có ý nghĩa đặc biệt với Vấn Đạo Tông, được gọi là tam tổ của Vấn Đạo Tông. Lục Dương bái sư cũng là dưới bài vị của ba người này. Bất Hủ tiên tử cầm ngọc khuê trong tay, chắp hai tay, tay trái đặt lên trên, lòng bàn tay hướng vào trong, không người hành lễ ba cái về phía bài vị. Vân Trì đứng dưới tế đàn nhìn Bất Hủ tiên tử hành lễ, hai lòng gật đầu. Theo lý mà nói, cho dù Lục Dương có trở thành đại diện tông chủ thì cũng không có tư cách đại diện cho toàn bộ Vấn Đạo Tông để cử hành nghi lễ tế tự. Nhưng người đang đứng trên tế đàn không phải Lục Dương mà là Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử là một trong ngũ tiên thượng cổ, là chủ nhân của Bất Hủ đạo quả. Bái lại tam tổ Vấn Đạo Tông không phải là xem xét Bất Hủ tiên tử có đủ tư cách hay không, mà là xem xét mệnh cách của tam tổ có đủ tư cách hay không. Bất Hủ tiên tử châm hương trong làn khói hương lợn lờ, nàng đọc bài văn tế với giọng điệu trầm bổng, âm thanh vang vọng khắp Vấn Đạo Tông. Ô duy thánh thần, đỉnh sinh thúy cổ, cần dĩ chế bạch hy tề, từ thịnh tứ phẩm. Bài văn tế này do Bất Hủ tiên tử yêu cầu Lục Dương viết. Lục Dương cáo mượn oai hùng, yêu cầu tứ trưởng lão viết. Tứ trưởng lão là người có học thức nhất Vấn Đạo Tông, đương nhiên sẽ không từ chối nhiệm vụ này. Bất Hủ tiên tử vừa nhìn đã biết bài văn tế mà tứ trưởng lão viết rất có trình độ, rất nhiều chữ nàng cũng không biết, cho dù có nhận ra cũng không đọc được. Đọc xong bài văn tế, Bất Hủ tiên tử mỉm cười, trong lòng rất hài lòng, thật là sảng khoái. Trước kia toàn là người khác bái lại mình, hôm nay cũng rốt cuộc đến lượt mình bái lại người khác. Nàng là đại diện tông chủ kiêm trưởng lão khách khanh, bái lại tam tổ Vấn Đạo Tông là chuyện hợp tình hợp lý. Bản tông đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động, mọi người cứ tự nhiên ăn uống, vui chơi, nghỉ ngơi một ngày. Vòng chung kết sẽ bắt đầu vào ngày mai. Kế hoạch khánh điển của Lục Dương là khai mạc khánh điển, khai khứa tham quan, bắt đầu vòng chung kết rồi bế mạc. Mục đích của chính đạo chính là nhân cơ hội này tìm ra tu sĩ thượng cổ tán công trùng tu đang ẩn nấp. Nhưng mà Lục Dương cảm thấy chỉ dựa vào biểu hiện trong trận đấu thì rất khó nhận biết được đối phương có phải là tu sĩ thượng cổ hay không, nên đã đề nghị nhân cơ hội tổ chức khánh điển, quan sát cách hành xử của những tu sĩ tham gia, kết hợp với biểu hiện trong trận chiến đấu để phán đoán. Ý tưởng này vừa mới được đưa ra đã nhận được sự đồng ý của Hạ Đế và các tông chủ khác.
Về trong Vấn Đạo Tông có sắp xếp rất nhiều người phụ trách quan sát các tu sĩ, có người của triều đình, cũng có người của tiên môn, đều là những kẻ tinh thông định hót, rất giỏi nhìn mặt mà nói chuyện. Còn bên phía Vấn Đạo Tông không tìm được người nào biết định hót nên không phái người đi. Ngày thực tế tự kết thúc, rất nhiều vị khách và các bậc tiền bối trong tu tiên giới đang bàn tán về Lục Dương. Từ Không Trưởng Lão, Lộ Bát Thiên cũng ở trong đó. Tất cả bọn họ đều là những người rất muốn kết giao bằng hữu. Nghe nói tiểu tử này chiến lực rất mạnh, đánh cho bốn vị tông chủ tiên môn mất mặt, bị thương không nhẹ. Tin đồn nhảm nhí, Kim Đan Kỳ làm sao có thể có được loại chiến lực đó chứ? Cho dù là tiên nhân truyền thế cũng không làm được. Không thể nói như vậy được, đại thế sắp đến, xuất hiện thiên tài cũng bình thường. Người chưa nghe nói qua thượng cổ có người vừa sinh ra đã độ kiếp, tu vi vô song thiên hạ, cuối cùng chứng đạo thành tiên sao? Người nói cũng có lý, nhưng mà ta luôn cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai. Các ngươi xem, Khâu Tân An bọn họ kìa, chúng ta đến đó hỏi một chút là biết ngay. Đi, đi hỏi xem. Tu tiên giả làm việc sảng khoái, có chuyện gì thì đi làm ngay. Bốn người Khâu Tân An mặt mày ủ rũ, đang tìm kiếm Bất Ngữ đạo nhân khắp nơi. Chuyện về truyền kỳ Vấn Đạo Tông Lục Dương Thiên đã truyền đến tai bọn họ. Bọn họ vừa nghe đã biết ngay là do tên cháu trai Bất Ngữ đạo nhân làm chuyện tốt. Sau nửa tháng điều dưỡng, vết thương của bốn người đều đã khỏi hẳn, tóc của Dương Đình đã mọc, tóc của Giới Sát đại sư đã trở lại như cũ. Khâu đạo hữu, nghe nói Lục Dương đánh bại bốn người các ngươi, có thật không? Các vị tiền bối tìm được Khâu Tân An, câu hỏi rất trực tiếp, trên mặt viết rõ ba chữ hóng chuyện. Sắc mặt của bốn người đồng thời tối sầm, không biết nên trả lời thế nào. Là thật, nhưng mà... Khâu Tân An bất đắc dĩ gật đầu, định giải thích thì bị Lộ Bát Thiên cắt ngang. Khâu đạo hữu, đây là ngươi không đúng rồi. Thua chính là thua, tu hành có thắng có thua là chuyện bình thường thôi. Sao phải giải thích gì? Lộ Bát Thiên là cao thủ độ kiếp kỳ, lời nói rất có trọng lượng. À đúng vậy, lão Khâu, người vẫn luôn nói tu tiên giả phải bình tĩnh, dũng cảm thừa nhận khuyết điểm bản thân, sao đến lượt ngươi thì lại không làm được. Làm như vậy rất bất lợi cho việc tu hành sau này của ngươi đấy. Mọi người thi nhau nói càng hăng, khó khăn lắm mới có cơ hội để chế giễu đám người Khâu Tân An, sao có thể bỏ qua được. Khâu Tân An không nhịn được nữa, nhảy mắt ra hiệu cho Lạc Hồng Hà. Lạc Hồng Hà hiểu ý, lập tức lấy cầu quang bảo hạp ra. Bảo hạp tỏa sáng hút tất cả mọi người vào trong. Muốn điều chỉnh tu vi thì cần phải được đối phương đồng ý, nhưng nếu chỉ là nhốt người vào trong thì Lạc Hồng Hà có thể tự mình quyết định. Lên! Trong bảo hạp, Giới Sát đại sư dẫn đầu ra tay. Ba người Khâu Tân An yểm hộ, đánh cho đám người kia hoa rơi nước chảy. Hết chương 476. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.